Trước cái đồ lương đây là cái làng bánh rốt của làng, là vùng này là phá xuất bản đầu tiên. Tôi là sinh ra và lớn lên ở làng Bình Đức, năm nay nó 66 tuổi này. Khi con nhỏ là thấy bộ mày làm này, trạng kiểu này, rồi vợ kiểu này, với bánh mức đồ xé kiểu này, nó phải lật phải là lấy vào cùng từ cái chỗ học hỏi cha mẹ. Để từ khắc làm được. Hành mình gọi bị kỹ riêng, hành gọi kỹ thuật riêng. Một là kỹ thuật trạng, hai là kỹ thuật phá chế. Nhiều hành phụ thuộc nguyên liệu. Nguyên liệu của bánh đá là chủ yếu là gạo, mì vừng. Gạo tám đến mười tám thơm, vừng đẹp chặt. Mình chọn nguyên liệu ngon. Đạt thành phẩm là một là các bạn phải khô, hai là đều, người nào mà có hoa tay trắng đều dơ cái bánh này, không có cái chỗ mỏng chỗ dài, dơ cái bánh lên cái vừng chỗ nào cũng như chỗ nào là người đó là trắng kỹ thuật rất đẹp. Bản thân tôi muốn tuyển đến thanh tổ chức ngày ngày năm 2009 này, bạn có làm một xe kèo đây nó đi nửa đường nó đẩy